nổi. Bây giờ tao nhìn chẳng khác gì cái bàn cờ. Mù màu tính toán từng bước cuối cùng vẫn nhận là cái bàn thờ. Trước mắt tình nghĩa anh em dạt dào như sóng xô tràn bờ. Sau lưng nó cầu như shit rồi bán các kiểu ai em thì gangster. Mà đâu có gì khó, còn cho tao nùi. Khi tao cho mày ăn gì đó từ khắc nó sẽ nhớ mùi. Ok coi như tao đuôi. Mày đang thắc mắc tại sao từ chốt đến xe phong ngựa của tao đều mất tắt. Mày nghĩ tao tắt chắc nhưng cha sống hai mặt. Cái chỗ mày ngồi là ai đặt? Chẳng phải mày chỉ là con chốt để cho người ta khai quật à? Và tao nhắc lại lần cuối cho tụi mày được biết, anh em tao sống là đéo vì tiền. Không hơn cũng chẳng có kém một ai. Cùng tụi mày thử bá thì có ngay sẵn gói mì liền. Hai chữ tình nghĩa luôn là tiêu chí của tụi tao. Và mày nên khắc cốt ghi tâm, không thôi rắc rối thì phiền. Rắc rối thì phiền nha.